mới có mùa thứ hai mà quả ok à. Này mình sẽ bổ trái vú sữa hoàng kim nha các bạn. Cái này là của cây này đây. Rất là ok. Ăn ngay trên cây nha các bạn, không thuốc thang gì đâu. Ngọt sực. Không có hụt gì bao nhiêu hết. Cái này chưa có chín nha các bạn. Cái này khoảng cỡ một tháng nữa mới bắt đầu chín. Cái lô này một tháng nữa mới chín nha các bạn. Vú sữa vàng còn gọi là vú sữa Đài Loan á, tại nhà vườn Khánh Võ mình. Cây này mình trồng được 2 năm rồi. 2 năm mà đang ra quả cũng rất là sai nè các bạn. Không, quả cũng bự nè. Mà quả nè. Cái này nó ra quanh năm nha các bạn, chứ không phải ra theo mùa gì hết. Đây. Rất là sai ha, xa xa bên kia nhiều lắm. Mình trồng xuống đất cho nên là nó phát triển hơi hơi nhanh. Đây, như cây này. Trái nè. Mình trái này chuẩn bị chín rồi, mình cắt thử trái ăn chơi. Này vú sữa vàng, vú sữa hoàng kim tại nhà vườn Khánh Võ nha các bạn. 15 song hành. Trồng được 2 năm, cây cao khoảng 3 mét. Gốc đây. Này mình trồng xuống đất luôn. Gốc lớn hơn cổ tay rồi. To hơn cổ tay người lớn. Gốc cũng khá là bự, chắc chắn. Này bây giờ nó ra bông rồi các bạn thấy không? Cái kia vừa chín là cái này ra bông nè. Trái nhỏ nè. Đây. Trái lớn nè. Trái lớn nè, trái nhỏ nè. Đấy. Trời này nhỏ nè. Đấy, nó sẽ ra liên tục. Đấy, cái dòng vú sữa vàng, vú sữa hoàng kim này ăn rất là ngon nha các bạn. Trái này cũng chín rồi. Cắt luôn. Rất là thơm ngon. Đặc biệt cái loại này nó không như vú sữa mình là nó rất là ít hạt, nó chỉ có 1 đến 2 hạt thôi. Cái này mới có 2 năm chứ nếu mà còn qua năm thứ ba thứ tư thì trái nó sẽ đạt khoảng 400 gram một trái. Cái này chỉ mới có hơn 200 gram thôi nha các bạn. Đây là lứa nhỏ nè. Bên mình là có đầy đủ các loại giống. Cây như thế này cao khoảng 1m2. 1m đến 1m2 mình bán khoảng 500 ngàn một cây. Có giao hàng ship toàn quốc. Còn loại nhỏ hơn nữa thì mình bán 200 ngàn một cây. Cây giống mình bán 200 ngàn, 250, đủ loại. Còn cây mà ra trái như ở ngoài kia, mình bán vài triệu một cây thôi. Ở ngoài kia thì cây nó mình không có trồng dưới đất. Mình để trên cái bầu lớn, nó đang có trái ngoài đó. Này là cây giống mình bán 200 ngàn một cây. Chuẩn giống vú sữa vàng Đài Loan nha các bạn. Đó, cây này lớn hơn một xíu, 400 ngàn. Cũng khá là già. Cái này bạn trồng khoảng cỡ 18 tháng là ra trái. Như cây này. Cây này là vừa rồi cũng mới vừa hết trái nè. Mình có nhiều kích cỡ. Cái loại cây nhỏ mới rồi ra trái bói thì nó không có sai trái như là cây mình trồng lớn. Cái dòng này là một số cây này cũng đã bắt đầu ra trái rồi. Rất là nhiều. Các bạn muốn nó phát triển nhanh thì trồng cái bầu lớn hơn. Tại vì cái này mình giao hàng cho nên để trong cái bầu đất nhỏ.